Wow, sức mạnh của ngài thật là kinh khủng. Gia đình Cun siêu phàm, đừng hòng lấy được tai nghe Cun Đa Chiêu. Chúa tể hắc ám, ông ta chui vào đây rồi phải không ba mẹ? Đây chỉ là tiếng vọng của hắn ta, sắp có âm mưu gì nữa đây? Mê cung này đã bị nhiễm năng lượng hắc ám mà không biết cái gì sẽ xuất hiện tiếp theo. Hai bạn cẩn thận. Không xong rồi, tất cả lối đi đều đã bị bịt kín. Tôi sẽ mở một lối ra cho các bạn và tôi phòng thủ phía sau lưng. Nhanh lên, chớp chớp. Đừng mất cuốn toàn năng. Ba lô Cun siêu phàm với thiết kế 3D siêu ngầu, có điểm mút thoáng khí, hỗ trợ chống gù chỉ với 36 thẻ quà Cun. Xong rồi, chúng ta sẽ chọn lối không có đám cây nguy hiểm. Đi thôi Tám Tú. Hả? Anh Chớp Chớp, nhìn kìa. Hả? Chúng có thể mọc lại từ các mảnh vụn. Quá ra đó là lý do chúng dễ vỡ tung đến vậy. Chúng ta đã bị mắc bẫy rồi. Cun, 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 kích hoạt ba lô Cun siêu phàm, ba ma bay. Ngõ cụt rồi. Cun, 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 kích hoạt ba lô Cun siêu phàm ba ba bự. Anh Chớp Chớp, tao kết hợp với em. Chúng ta không thể tấn công chúng nữa, nếu không chúng sẽ lại tiếp tục hồi sinh và tăng theo cấp số nhân. Chúng ta chỉ có thể bỏ chạy sao? Chúng ta sẽ bay nhanh hơn chúng. Hả? Không xong rồi, tất cả lối đi đều đã bị bịt kín. Chúng ta bị bao vây rồi, làm sao bây giờ đây Chớp Chớp? Tôi có sáng kiến này. Tôi sẽ mở một lối ra cho các bạn và tôi phòng thủ phía sau lưng. Không được, robot Cun toàn năng, như vậy rất nguy hiểm. Chúng không ngừng tái sinh và gia tăng quân số. Vì vậy chúng ta không thể chạy thoát. Trong tầm tính toán của tôi, yên tâm. Tính toán của cậu là gì mới được chứ? Bảo vệ các chiến binh Cun siêu phàm trong nhiệm vụ giải cứu thế giới. Điều đó thật tàn nhẫn. Vậy hả? Đó là thiết lập mặc định của tôi đó chứ. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải mau chóng hành động thôi. Nhanh lên, chớp chớp. Cun siêu phàm với thiết kế 3D siêu ngầu, có điểm mút thoáng khí, hỗ trợ chống gù chỉ với 36 thẻ quà Cun.